Xin chào anh chị và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Hôm nay tôi Đinh Ngọc chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái chủ đề này vô cùng đặc biệt, đó là trong tầm nhìn từ 2023 đến 2033 thì đó là kỷ nguyên của bất động sản gắn liền với ô tô. Nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây, thấy nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Đinh Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Culen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì như anh chị và các bạn cũng biết rằng đối với đô thị ở Việt Nam, Tony Ngọc quan sát những đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cách đây hơn 10 năm đô thị phát triển theo chiều cao. Tuy nhiên trong những cái thời điểm hiện tại thì đô thị nó sẽ phát triển theo chiều rộng. Cụ thể như ở ngoài Hà Nội thì nó có những cái đường vành đai 3, vành đai 3,5 và vành đai 4. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại vành đai 2 thì đang hoàn thiện, còn vành đai 3 đã khởi công vào ngày 18 tháng 6, còn vành đai 4 cũng đã có kế hoạch khởi công, và trong thời gian tới thì cũng rất là nhiều cái tuyến cao tốc, những tuyến cao tốc như Biên Hòa, Vũng Tàu, Sài Gòn đi Tây Ninh, rồi Sài Gòn đi Trân Thành đi Đắk Nông, và rất là nhiều cái tuyến cao tốc để nó kết nối, để nó phát triển ra chiều rộng. Còn đối với những cái đặc điểm về bất động sản thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút. Đối với những cái bất động sản nhà phố là hẻm không xe hơi đi, thì đối với những cái bất động sản này, mức độ về tăng trưởng trong chiều dài ở một chu kỳ 10 năm thì đối với những cái bất động sản này thì có thể trong vòng 10 năm có thể tăng trưởng từ 90 đến 100%. Còn đối với những cái bất động sản nó là hẻm xe hơi thì nó sẽ tăng trưởng cao hơn những bất động sản này, nó sẽ từ 150% đến 200%. Còn đối với những cái bất động sản về mặt tiền thì chúng ta thấy rằng trong một cái chu kỳ 10 năm thì nó có thể là x2, có thể là 200% đến 300%. Và tất cả những con số này nó là những con số tượng trưng ở những cái thị trường tôi Ngọc đi làm và mình quan sát và mình thấy, và mình kết luận lại một điều rằng đối với một bất động sản thì có hai câu chuyện về dòng tiền và câu chuyện về lãi vốn. Thì cái lãi vốn của những cái bất động sản gọi là hẻm không xe hơi sẽ kém hơn cái bất động sản là hẻm xe hơi, và bất động sản của hẻm xe hơi nó sẽ kém hơn bất động sản mặt tiền. Và trong cái câu chuyện là chiều dài từ 5 đến 10 năm thì anh chị và các bạn sẽ thấy và quan sát thấy cái sự thay đổi này rất là rõ nét. Còn cái vấn đề mà quy hoạch đến cao thì nó sẽ gặp những cái vấn đề như hiện tại đối với những thành phố lớn như Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đấy hay Hà Nội thì nó bị cái vấn đề gọi là kẹt xe và những cái áp lực khác. Và mới gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng ở ngoài Hà Nội thì có cái câu chuyện phát triển lên trên cao và cái câu chuyện về kiểm soát của những cái chính quyền địa phương cũng khá là lỏng lẻo. Ví dụ như giấy phép xây dựng chỉ được xây hầm mà 7 tầng, tuy nhiên thực tế thì đã xây lên đến 10 tầng, và cái câu chuyện này thì nó cũng là một cái câu chuyện gây ra rất là nhiều tranh cãi và nhức nhối. Hay là những cái câu chuyện như giữa trung tâm quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh, thời 2018 Tôn Đình Ngọc đi làm bất động sản ở trên thị trường này thì mình đã gặp những cái bất động sản ở cái vị trí con hẻm đó chỉ được phép quy hoạch xây dựng một trệt, hai lầu và một tum. Tuy nhiên chủ của cái bất động sản đã xây dựng lên trệt, bốn lầu và tum, và đối với hai cái lầu dư thì gạch chiếu trong sổ không được hoàn công. Tuy nhiên là cũng không phải đập bỏ, và cái câu chuyện này thì đó là những cái chủ của những cái bất động sản họ đã tận dụng những cái chính sách hoặc họ đã có những cái là lợi dụng vào những cái mối quan hệ của mình để làm những cái câu chuyện có lợi cho những cái bất động sản của mình. Và thực ra đó là những cái câu chuyện nó gây ra những cái áp lực về vấn đề an sinh xã hội, về vấn đề về câu chuyện về kẹt xe. Còn đối với câu chuyện về cái kỷ nguyên tới, nó là kỷ nguyên của ô tô và chúng ta cũng không phải bàn cãi nữa. Và chúng ta thấy rằng đối với xu hướng, có thể hôm nay gia đình nhà anh chị chưa có ô tô hoặc đã có rồi, thì trong tương lai, trong cái câu chuyện 5 năm, 10 năm nữa và thậm chí 20 năm nữa, tôi Ngọc thấy rằng đối với những cái ô tô không hẳn là ô tô xăng nữa, và thậm chí là những ô tô điện, và như tôi Ngọc có tìm hiểu thì những cái ô tô điện của Trung Quốc họ có những cái tham vọng họ có thể phát triển toàn bộ những cái Đông Nam Á, và ngay cả hiện tại ở trên đất nước Trung Quốc
như những cái hãng ô tô điện của Trung Quốc và được những cái chính sách bảo hộ hoặc là trợ giá hoặc là giúp đỡ cho những cái hãng xe điện này có những cái câu chuyện về giá thành rẻ và nó giúp cho những cái người dân Trung Quốc rất là dễ dàng tiếp cận được những cái ô tô này. Và đương nhiên thì cái câu chuyện đó thì từ Trung Quốc thì nó sẽ tràn lan ra những cái đất nước như Việt Nam hoặc là những cái đất nước ở Đông Nam Á. Thì cái câu chuyện là trong cái kỷ nguyên tới, cái vấn đề về sở hữu ô tô đối với mỗi gia đình thì nó không phải là cái câu chuyện phải tranh cãi nữa. Và chúng ta là những cái nhà đầu tư thì chúng ta nên đầu tư những cái bất động sản mà có giá trị sử dụng cao, đó là có ô tô để trong nhà được, thì những cái bất động sản nữa nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng về cái giá trị theo chiều dài thời gian. Còn nếu như anh chị và các bạn hiện tại đang sở hữu những cái bất động sản gọi là không xe hơi, nếu anh chị và các bạn không vì cái yếu tố công việc, không vì cái yếu tố họ hàng người quen hay là những cái yếu tố khác mà anh chị có thể tái cấu trúc được, dịch chuyển từ những cái bất động sản không xe hơi ra những cái bất động sản xe hơi hoặc là những cái mặt tiền, thì cái câu chuyện trong tương lai, trong cái chiều dài 5 năm, 10 năm, chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề cấu trúc lại tài sản của chúng ta có thể giúp chúng ta x3, thậm chí là x5 tài sản. Và ở cái video đây thì nó là những cái quan điểm cá nhân của Tôn Đình Ngọc, nó còn thiếu sót và còn có nhiều hạn chế, nên rất mong nhận được những sự đóng góp chia sẻ của quý anh chị đang xem video đây. Nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc nó hữu ích với một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào hình quả chuông để nhận được những cái thông báo từ Tôn Đình Ngọc và đội ngũ team Cullen. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.